Tao sẽ chuyển, nhưng chỉ là chuyển một nửa thôi đấy. Ít ra cũng là để giúp mày tiết kiệm tiền, toàn tiêu pha phung phí những khoản linh tinh thôi. Thế nhá. Thôi nhá. Xin lỗi. Xin lỗi anh. Mình xin lỗi, mình không cố ý. Lần nào gặp, mình cũng có lỗi với bạn. Mình gặp bạn rồi sao? Mình chính là cái người mà ném bóng vào bạn đấy. Không sao, vô tình thôi mà. Chào bạn. Này, mình tên là Sơn, học lớp 32. Thế còn bạn? Lam. Lam đúng không? Anh Sơn. 6 năm, không ngờ lại được gặp em ở đây. Em làm ngoài này à? Em ra Hà Nội mấy năm rồi. Em cũng làm trong tòa nhà này. Dạ không, em tới gặp khách hàng thôi. Anh cứ nghĩ chúng ta có duyên làm cùng với nhau. Anh làm ở đây. Thế ạ? Lần này không cố ý đâu nhá. Gặp lại em, anh rất vui. Sau 6 năm nhìn anh đẹp trai hẳn ra đấy. Em xin lỗi, ta phải đi tìm cây ATM đã chứ. Làm gì mà cuống lên thế? Em có việc phải đi gấp. Hẹn gặp lại anh sau nhá. Sao trong phim mấy cô gái bẻ dễ lắm ạ? Để anh. Cảm ơn anh. Mới gặp lại đã thế này ngại quá. Thôi, đưa cho anh. Em vội thì cứ đi đi. Anh giúp em nhé. Lam, lần sau cho anh mời cà phê nhé. Vâng, ok. Mình không lấy số thì liên lạc kiểu gì nhỉ? Đến ngay nhá. Cướp! Nói nhiều. Cướp! Chặt nó lại! Cướp! Cướp! Chết này! Đuổi theo nó đi! Của anh. Của anh này. Cảm ơn em nhá. Anh Duy. Anh Duy. Hoài. Anh Duy thôi đúng không? Ui, thằng này nhìn quen thế. Em nhìn anh nãy giờ làm anh cứ tưởng do anh đẹp trai nên em mới nhìn anh đắm đuối vậy chứ. Đúng rồi, đẹp trai. Cũng mà bạn nhìn như bậu dịch. Còn đây là Lam đúng không? Còn anh là... Anh là anh Duy Thối đây. Đừng có nói là em không nhận ra anh nhá. Em nhận ra rồi. Nhớ lúc trước cũng vì tụi em mà tụi anh tốn không biết bao nhiêu neuron thần kinh đấy, biết không? À, chẳng mấy khi được hai em hữu hiệp đã ra tay cứu giúp. Anh mời hai em đi ăn được không? Đi ăn à? Ừ. Rồi bắt cướp đánh đói bụng đây. Đi ăn đi. 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 Đi nào. Đi lên. Đi. Nhanh. Mày. Ơ, Sơn. Lam. Em chào anh. Lại được gặp em rồi. Yeah, cảm ơn hai anh nhá. Bọn anh phải cảm ơn hai em mới đúng ý. Biết ơn à, nhớ phải để trong lòng nhá. Không sau này có việc gì tôi mà nhờ á thì đừng có mà chạy làng đấy, nhớ chưa? Nhất trí. Anh Duy, anh mà hiền quá, để cái Hoài nó bắt nạt là nó bắt nạt anh đi chết luôn đấy. Thật ra có rất nhiều người muốn được bắt nạt. Nếu muốn anh có thể liên hệ với Hoài, đúng địa chỉ đấy. Này, cho anh mượn điện thoại của Lam được không? Điện thoại của em ạ? Có việc gì vậy anh?
Cảm ơn em. Anh chỉ cần bảo em đọc số cho anh là được mà. Nhân tiện đây, em Hoài cũng đọc số cho anh luôn đi. Mai mốt anh còn đền ơn đáp nghĩa cho em nữa chứ. Trời ơi, tốt nhất á, anh lấy cái thân mình ra mà đền ơn đáp nghĩa. Mới nói một câu đã chết đứng như Từ Hải rồi kìa. Nói gì đền ơn đáp nghĩa. Bạn em được cái vô tư vậy đấy. Thôi, muộn rồi, hai anh về đi. Chúc hai anh ngủ ngon. Cảm ơn hai anh nhé, bye bye. Chúc ngủ ngon nhé. Ngon nhé. Từ bây giờ, mẹ đừng giới thiệu ai cho con nữa nhé. Hôm nay, con đã gặp lại cô gái mà con đã từng rất thích. Có thật không? Con có đối tượng rồi à? Đưa về đây giới thiệu cho mẹ đi. Bọn con cũng mới gặp lại nhau thôi, cũng chưa có gì cả. Nhưng lần này, con sẽ thử chinh phục cô ấy lại một lần nữa. Với con trai mẹ, thì ai mà chả chinh phục được? Không, với cô ấy thì con cũng không chắc. Nhưng lần này con sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu. Sao trong phim thấy người ta bẻ dễ lắm mà. Giấc mơ những ngày nước ngày còn bên nhau, tìm chân trời mới ở chốn xa xôi, tưởng như tình yêu vẫn đợi, rồi bỗng nhận ra không thể tách rời một nửa trái tim ấy, yêu thương vơi đầy cùng với nụ cười còn như tỏa nắng đâu đây. Những con đường từ ngày ta bước đi, in lại chút buồn vui hôm qua, cùng với thời gian lưu giữ mãi kỷ niệm, nụ hôn vùng về giây phút ban đầu, lời yêu nói ngập ngừng thì thầm môi son, cầm tay nhau vội vàng hờ hững trên lối về, từng dòng chữ hẹn thề thả trôi cùng lá rơi rơi. Người yêu ơi có biết anh không? Em, một ngày chợt nhận ra đã mất em trong giấc mơ. Thời gian hãy ngừng trôi để anh tìm lại những ngày mình bên nhau. Chiều buông vòng tay câu em một lần nữa dành cho nhau chút cơ hội. Nghe được nơi lòng nhớ lời yêu vẫn còn sâu trong lòng. Người yêu bé nhỏ ơi, dừng bước đi nào. Trong hoàng hôn lãng đãng vẫn có ai chờ em. Khi chung mình để lại những giấc mơ, những hẹn nước ngày còn bên nhau, tìm chân trời mới ở chốn xa xôi, tưởng như tình yêu vẫn đợi, rồi bỗng nhận ra không thể tách rời một nửa trái tim ấy, yêu thương vơi đầy cùng với nụ cười còn như tỏa nắng đâu đây. Những con đường từ ngày ta bước đi, in lại chút buồn vui hôm qua, cùng với thời gian lưu giữ mãi kỷ niệm, nụ hôn vùng về giây phút ban đầu, lời yêu nói ngập ngừng thì thầm môi son, cầm tay nhau vội vàng hờ hững trên lối về, từng dòng chữ hẹn thề thả trôi cùng lá rơi rơi. Người yêu ơi có biết anh phúc
chợt nhận ra đang bước thêm trong giấc mơ. Thời gian hãy ngừng trôi để anh tìm lại những ngày mình bên nhau. Chiều buông vòng tay câu em một lần nữa dành cho nhau chút cơ hội để được nói lên những lời yêu anh còn giấu trong lòng. Người yêu bé nhỏ ơi, dừng bước đi nào, trong hoàng hôn lãng đãng vẫn có ai chờ.